Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Anh mình cùng nhau trở lại với con thiên đường trò chơi và cùng nhau bổ sẻ những đường cầu tài xỉu về bờ anh em nhé. Hơi hướng cầu đang chạy 22 này, giảm một tay tài, trước tiên khởi động một cái 4 củ đi nhá. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng. Tay đầu thì thường là mình sẽ vào nhỏ. Đấy, tay sau mình chiến căng. Chứ là tay đầu anh em đừng đánh căng vội, bởi vì những cái tay đầu mà anh em vào căng ấy, lỡ may tay đầu nó mà gãy, lỡ may tay đầu gãy anh em sẽ bị hỏa, sẽ rất dễ chảy vốn, nhớ chưa? Đó, lưu ý nhá, chúng ta phải lưu ý cái vậy. Rồi anh em cùng nhau chào đón kết quả nào, cùng nhau chào đón kết quả tay này nào, xem rực rỡ hay không. 8 7 6 5 4 3 2 1. Vẫn tiếp tục xỉu anh em ạ, vẫn tiếp tục xỉu không sao. Test test nhẹ tay đầu này, từ từ này. Cầu này 212 này chắc chắn tay này sẽ đổ tài rồi đúng không? Cầu 212 mà đây này, 212 tay này chắc chắn đổ tài, không thể đổ xỉu được. Đó, đấy là khung cầu nó rõ ràng như vậy rồi. Khung cầu là những khung cầu kiếm lúa đây này. Ok chưa anh em? Đó, lụm tài chưa? Chuẩn chỉ chưa? Đúng những gì mình nói anh em nhé. Khung cầu là khung cầu kiếm lúa đấy. Ok, tiếp tục nào. Ở bên này này, cầu đang chạy bệt xỉu thì ta này vào 2 củ 4 đi, 2 củ 4. Đó, tay trước được to, tay sau vào nhỏ, đấy người ta gọi là chiến thuật có gì à. Tay trước được to, tay sau vào nhỏ, người ta gọi là chiến thuật có gì à, anh em nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau mở bát nào. 2 1 rồi. Rồi, uy tín chưa? Anh em thấy uy tín chưa? Lụm xỉu uy tín chứ còn gì nữa à. Lụm xỉu thì chả uy tín. Tiếp tục nào. Biết gì đánh đấy, thế này vào 1 củ 7 này. Vào 1 củ 7 anh em ơi. Không có gì phải lăn tăn. Chơi là về chất lượng luôn đúng không anh em? Chơi phải lật chất lượng uy tín luôn. Những anh em nào mà kinh nghiệm non kém thì anh em phải tham khảo thật nhiều anh em nhé, để anh em chúng ta cùng nhau về bờ. Những em nào mà đã từng chơi bộ môn này bên game khác mà không kiếm được cơm gạo, anh em có thể qua tham khảo thử con thiên đường trò chơi. Đó, mình chơi kiếm cơm gạo rất là ok, rất là ngon lành, rất là dễ đó. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau mở bát nào. Cùng nhau mở bát xem này rực rỡ không. 5 4 3 2 1. Uy tín chưa? Anh em thấy uy tín chưa? Theo cầu bệt sướng không? Cầu bệt sướng ngay chứ gì nữa. Tiếp tục. Bệt gì ra lại phang tiếp. Tay này 1 củ 4 đấy. Cứ bệt mà tao vàng rồi, cứ bệt mà anh em vàng thôi. Những anh em nào mà chơi mà tịnh bẻ cầu ấy thì anh em xác định có mẹ nó luôn là tỷ lệ anh em ra đảo 90% thế thôi, uy tín với anh em luôn. Không ra đảo tôi chặt giá cho anh em xem luôn. Không ra đảo chặt giá cho anh em xem luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau mở bát nào. Cùng nhau mở bát xem tay này rực rỡ hay không anh em nhé. Ok, tay này thì nó chạy, nó vừa rồi xỉu 5 thì khả năng tay này về xỉu nó không không cao. À, nó về xỉu thấp. À, xỉu thấp nên khả năng tay này chả về xỉu không cao. Ok rồi. À, vẫn xỉu được anh em ạ, vẫn xỉu được. Đấy, vẫn cứ là ok, vẫn cứ là ok anh em ơi. Tiếp tục nào, vào một tay nữa này, 1 củ 7. Vào một tay nữa 1 củ 7 anh em nhé, một tay nữa 1 củ 7. Không có gì phải lăn tăn cả, bộ môn nào cũng thế, chơi nó có tay nọ tay kia, nhưng quan trọng là cái kết cuối cùng anh em mình là một số dương, anh em nhớ chưa? Đấy mới là điều quan trọng.
Trong quá trình chơi đương nhiên nó sẽ phải có tay ăn tay thua, đúng không? Nó phải có tay ăn tay thua là cái điều rõ ràng rồi. Mình chơi nhiều, nhiều anh em chơi có thể ăn liên tục, kết quả ăn liên tục nhưng cái đánh ăn liên tục nhưng kết quả cuối cùng vẫn âm đó, bởi vì không có bản lĩnh đó. Không có bản lĩnh, không ghi điểm rừng thì làm sao mà thắng được, đúng không? Ok, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón kết quả nào. 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Đấy, chính thức gậy cầu này. Chính thức gậy cầu này. Ta này trả cầu 1 1 đi. Ui ui. Ngu rồi, ngu rồi, ngu rồi. Đánh ẩu rồi, đánh ẩu rồi anh em ơi. Gãy cầu bây giờ trả cầu hồi anh em ơi. Đây là 6 cục cầu hồi anh em nhé. Bỏ cái tay sửu đỏ đi. Bỏ cái tay sửu đỏ đi. Ok. Những anh em nào mà đang chơi bộ môn này bên game khác mà cơm gạo không kiếm được, anh em có thể qua tham khảo thử. Có thiên đường trò chơi anh em nhé, rất uy tín, mình chơi cảm giác rất mượt. Đấy, mượt thì mình mới chia sẻ với anh em đúng không? Không mượt ai dám chia sẻ, anh em chửi ở mặt cho chứ đúng không? Đấy, nó phải là mượt mà, nó phải là mượt mà. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau mở bát nhá. 3 2 1. Ok. Tài tiếp vẫn xuống biệt dính anh em ạ. Vẫn xuống biệt dính. Bên này cũng xuống tài này. Không sao. Đấy, chơi đến gần cuối gần thì đoạn chốt cá bắt đầu nó mới khoai cay anh em nhỉ. Gần đến đoạn chốt cá nó mới khoai. Không, cầu này thì không xuống tài được nữa anh em nhé. Cầu này tự tin với anh em là không xuống tài được nữa. Nó bị dính rất nhiều rồi. Tay này tối thiểu xả về xỉu, trả về cầu 22 hoặc trả về 11. Đấy, đấy là những cái khung cầu mà mình đã từng chơi. Nên anh em cứ yên tâm áp dụng thôi. Không bao giờ phải xoắn những cái tay như thế này cả. Uy tín với anh em luôn. Uy tín với anh em luôn, không bao giờ phải lăn tăn. Mình đã chơi cái bộ môn này khá là nhiều năm kinh nghiệm rồi. Nên anh em tự tin tham khảo thôi. Rồi, chúng ta cùng nhau mở bát nào. Rồi, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Tự tin lụm xỉu. Uy tín chưa? Chuẩn chưa? Ok nhá. Đấy. Mặc dù là mình chơi có tay ăn tay thua nhưng quan trọng là cái kết cuối cùng mình vẫn là dương. Và quan trọng những cái tay kết như này. Anh em không? Quan trọng những tay kết, còn những tay thử cầu là chuyện rất bình thường. Ok, lên 45 củ cơm gạo rực rỡ rồi. Anh em xem cảm thấy hay, cảm thấy yêu mến, anh em nhớ đừng tiếc mình một like, một đăng ký kênh chia sẻ. Anh em muốn kiếm lúa kiếm cơm gạo bấm ngay đường link mình để dưới phần bình luận em nhé. Ok, bye bye anh em.